Thân mến, chào tất cả các em học sinh lớp 3. Hôm nay các em sẽ gặp lại cô vào tiết toán tuần 27, bài số 100.000 luyện tập. Các em chuẩn bị sách toán 3, vở, bút mực, thước kẻ, bút chì nhé. Nào, cô sẽ kiểm tra. Đọc các số sau. Các em hãy lắng nghe cô đọc. 75.059. Các em đọc tiếp nhé. Lắng nghe cô đọc. 96.000. Các số trên là số có mấy chữ số? Đúng rồi, các số trên là số có 5 chữ số. Số lớn nhất có 5 chữ số là số nào? Chính xác, đó là 99.999. Cô nhận thấy các em đã nhớ bài rất tốt. Cô có lời khen tất cả các em. Hôm nay chúng ta học bài số 100.000 luyện tập. Các em hãy mở sách toán trang 146. Hãy nhìn vào khung màu trắng. Xem cô có một mảnh bìa màu xanh. Có ghi số bao nhiêu? Đúng rồi, 10.000. Vậy các em hãy đếm cho cô, xem cô có tất cả bao nhiêu nhé. Đúng rồi, cô có 80.000, còn gọi là 80.000. Tương tự, các em hãy xem tiếp khung thứ hai. Nào, cô có tất cả bao nhiêu? Đúng rồi, 90.000, còn gọi là 90.000. Các em hãy xem tiếp khung còn lại nhé. Nào, ở khung thứ ba, cô có tất cả bao nhiêu? Cô nghĩ rằng một số em sẽ rất lúng túng khi đếm ở khung 3 này. Bây giờ các em hãy cùng đếm với cô nhé. 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000, 10.000. 10.000 là 100, vậy 10.000 là 100.000. Các em hãy đọc lại. 100.000 đọc là 100.000. Các em hãy đọc lại nhé. Số 100.000 có mấy chữ số? Đó là những chữ số nào? Đúng rồi. 100.000 có 6 chữ số, đó là chữ số 1 và 5 chữ số 0, được ghi liên tiếp nhau. Bây giờ các em hãy đọc các số này nhé. Nào, hãy đọc lại cùng cô. 80.000, 90.000, 10.000. Hay em có thể đọc 80.000, 90.000, 100.000. Để thực hành, chúng ta cùng làm bài tập số 1. Điền số. Các em hãy đọc dãy số A và xem hai số liên tiếp nhau hơn kém nhau bao nhiêu, và điền vào chỗ chấm còn thiếu nhé. Đúng rồi, ở câu A, hai số liên tiếp hơn kém nhau 10.000. Đáp án của cô là. Nào, các em hãy xem có giống với cô không? Câu B, các em cũng đọc và cho cô biết các số liên tiếp ở câu B hơn kém nhau bao nhiêu và điền vào chỗ chấm nhé. Nào, các số ở câu B liên tiếp hơn kém nhau là bao nhiêu? 1.000. Vậy đáp án của các em có giống cô không? Giỏi lắm. Các em qua câu C. Tương tự, các em hãy điền thật nhanh nhé. Đáp án của cô ở câu C là. Các em hãy cho cô biết hai số liên tiếp ở câu C liên tiếp hơn kém nhau bao nhiêu? Đúng rồi, hơn kém nhau 100. Bây giờ các em hãy xem câu C, câu D nhé. Em nào đã có câu trả lời rồi? Hãy xem có giống cô không nào.
Vậy hãy cho cô biết hai số liên tiếp ở câu dê hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị. Đúng rồi, hơn kém nhau một đơn vị. Các em nào có kết quả giống như trên máy ở bài tập 1 là giỏi lắm. Cô có lời khen. Em nào chưa đúng các em sửa bài vào nhé. Chúng ta sang bài tập số 2. Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch. Trên tia số này có số 40.000, 100.000. Các em sẽ điền những số còn thiếu vào chỗ chấm sao cho thích hợp nhé. Nào các em hãy cùng làm. Các em xem đáp án của em có giống cô không nào? Ai có thể cho cô biết các số trên tia số này hơn kém nhau bao nhiêu? Đúng rồi, hai số liên tiếp trên tia số này hơn kém nhau 10.000. Em nào đúng là giỏi lắm. Bài 3. Điền số. Các em sẽ điền số liền trước, số liền sau, 3 số: 12.534, 43.905, 62.370. Nào các em hãy cùng làm. Sau khi làm, các em xem đáp án của cô trên máy nhé. Nào, em nào có kết quả giống như cô? Tốt lắm. Hãy cho cô biết, muốn tìm số liền trước, em làm thế nào? Đúng rồi, em lấy số đã cho, trừ đi một đơn vị. Vậy muốn tìm số liền sau, em làm thế nào? Em lấy số đã cho, cộng thêm một đơn vị. Giỏi lắm, các em cùng đọc ghi nhớ nhé. Chúng ta đã hoàn thành bài tập số 3. Sang bài tập số 4, các em cùng đọc yêu cầu với cô. Một sân vận động có 7.000 chỗ ngồi, đã có 5.000 người đến xem bóng đá. Hỏi sân vận động đó còn bao nhiêu chỗ chưa có người ngồi? Đề bài cho chúng ta biết điều gì? Sân vận động có 7.000 chỗ ngồi, có 5.000 người đến xem bóng đá. Đề bài hỏi gì? Sân vận động đó còn bao nhiêu chỗ chưa có người ngồi? Vậy muốn biết sân vận động còn bao nhiêu chỗ chưa có người ngồi, ta tóm tắt như thế nào và trình bày bài giải ra sao, các em hãy làm đi nhé. Sau khi làm, các em dò đáp án trên máy cho cô nhé. Bài giải của cô, các em hãy xem và sửa bài vào nhé. Em nào đúng, cô có lời khen. Tuy nhiên em nào chưa đúng, không sao, các em cứ sửa lại bài nhé. Hôm nay cô thấy các em rất tập trung và tích cực học tập. Cô thưởng các em một trò chơi. Trò chơi này có tên là tìm bí ẩn trong mỗi bông hoa. Em chọn bông hoa hồng màu gì? À, bông hoa hồng màu đỏ. Các em xem câu hỏi này là gì nhé. Em chọn đáp án nào? À, B. Đó là số 20.433. Giỏi lắm. Em chọn tiếp hoa hồng màu gì? À, em chọn màu vàng. Em xem câu hỏi là gì nhé. Ai trả lời được nào? Đúng rồi, 100.000. Trò chơi này, cô thấy các em sẽ làm rất dễ dàng phải không? Cô khen tất cả các bạn hôm nay chú ý lắng nghe. Ở nhà các em hoàn thành bài tập vào vở nhé. Chuẩn bị bài mới, so sánh các số trong phạm vi 100.000. Nào, giờ học của chúng ta đến đây đã hết rồi. Cô mến chào các em. Hẹn gặp lại các em vào tiết học kỳ sau nhé.